Dạ các bạn, đây đây là mướp là cái đoạn đọt bí của mình đây các bạn. Đó, mình đã sơ chế xong ha, mình rửa sạch rồi nha. Và bây giờ mình sẽ xào chay cho các bạn nha. Nay mình ăn món đọt bí mướp xào chay. Rồi, mình chuẩn bị một cái chảo trên bếp như thế này nha các bạn. Mình mở lửa lên để cho cái bát của mình nóng lên. Rồi sau khi cái bát của mình, chảo của mình nó nóng rồi đó nè, mình cho vô một cái chút xíu mỡ nha. Đây mình để vô một chút xíu mỡ nè các bạn. Chờ cho dầu nóng các bạn, chờ cho mỡ nóng lên. Rồi bây giờ mỡ nó nóng các bạn, mình sẽ cho vào tỏi đập dập. Các bạn để lửa lớn cho cái rau của chúng ta nó xanh. Cái đọc bí này đặc biệt là các bạn chỉ cần xào không như vậy, không cần thịt gì hết thì nó vẫn thơm các bạn. Mình đảo lên xíu nữa thì mình sẽ nêm. Tại vì đặc biệt của mình nó cũng không ra nhiều nước như là những cái món xào khác các bạn hả. Ở đây có trái mướp này nó ra nước nè, thì một chút nữa mình sẽ đổ một chút xíu nước vô để cho cái món xào của mình có miếng nước cho nó hấp dẫn ha các bạn ha. Đây rồi, giờ mình sẽ đổ thêm một chút xíu nước vô. Đây là nước nóng nha, nước đã nấu từ sôi rồi mình bỏ vô. Bây giờ mình sẽ nêm ha. Các bạn thấy cái màu xanh rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn. Để theo khẩu vị nhà mình mà mình nêm nha các bạn.
Đó, do là mình sử dụng nước đun sôi đó các bạn, mình mà bỏ vô cho nên là cái nồi của mình bây giờ nó gần sôi rồi, nó rất là nhanh sôi. Như vậy sơ đồ là đảm bảo cho cái mình cái độ xanh của rau các bạn. Mướp và cái rau bí này cũng rất là dễ chín các bạn. Xíu nước mắm nữa nó dậy mùi lên. Thơm quá các bạn ơi. Đó, như vậy là mình vừa nấu xong cái món đọt bí và mướp xào chay xào, nhưng mà mình sẽ cho nước vào đó các bạn, để mình lấy nước mình chan giống như canh luôn. Xào nhiều nước một xíu là thành canh luôn. Đó rồi. Rồi các bạn ơi, mình vừa nấu xong cái món bọt bí và mướp đó các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhấn đăng ký, nhấn like giúp mình và subscribe kênh để xem nhiều video của mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.